Cả thế giới ầm ầm loan tin Việt Nam có tới 5 vũ khí siêu khủng khắc tinh chiến đấu cơ tàng hình. Chiến đấu cơ tàng hình là loại vũ khí được cho là chuyên gieo rắc nỗi hoang mang cho đối phương, vì chẳng ai biết được là khi nào sẽ xuất hiện những đợt không kích làm tê liệt bộ phận chỉ huy. Nhưng bất kỳ cái gì trên đời này cũng có khắc tinh cả. Dù có là chiến đấu cơ hàng đầu thế giới thì cũng phải run lên cầm cập khi nghe đến tên 5 loại vũ khí sau đây. Điều bất ngờ nhất là Việt Nam sở hữu cả 5 món vũ khí khủng có thể cân tất cả các loại chiến đấu cơ tàng hình. Một lần nữa, Việt Nam lại khiến các anh em nước bạn trên thế giới ngỡ ngàng ngơ ngác vì chẳng biết Việt Nam chốt đơn mấy em hàng này từ bao giờ. Ai cũng nghĩ khí tài quân sự Việt Nam toàn là những món lạc hậu, nào ngờ người im lặng nhất mới là người nguy hiểm nhất. Hãy cùng bỏ thông thái tìm hiểu xem 5 món vũ khí ấy là gì ngay bây giờ nhé! Nói qua về các chiến đấu cơ tàng hình một chút, đây là một loại máy bay được áp dụng công nghệ tàng hình để chống lại việc bị phát hiện từ radar. Nhấn mạnh, tàng hình ở đây là khả năng không bị phát hiện bởi sóng radar, chứ các bạn đừng hiểu lầm là máy bay tàng hình được trước ánh sáng và mắt thường của chúng ta luôn nhé. Sở hữu các chiến đấu cơ có thể tàng hình là nhờ lớp sơn phủ và vật liệu hấp thụ được sóng radar RPM. Chúng là vật liệu đặc biệt được xử lý ở cấp nguyên tử để làm tán xạ hoặc hấp thụ trực tiếp các luồng sóng vô tuyến chiếu tới, từ đó tạo ra khả năng tàng hình của vật thể được bảo vệ. Hiện nay, tiêm kích tàng hình dần đóng vai trò chủ đạo là xương sống của không quân nhiều quốc gia trên thế giới. Để khắc chế được máy bay tàng hình là cả một vấn đề hết sức gian nan chứ không hề đơn giản. Để phát hiện sớm, từ xa những mục tiêu đặc biệt nguy hiểm này, nhiều loại radar và khí tài trinh sát điện tử thế hệ mới phải được đầu tư hết sức mạnh tay. Trong tác chiến phòng không, lực lượng radar cảnh giới được xem là chìa khóa của sự thành bại. Tên lửa phòng không quan trọng, nhưng radar cảnh giới có ý nghĩa lớn hơn. Nếu không thể phát hiện sớm mục tiêu, thì dù tên lửa có hiện đại cũng chỉ là đồ bỏ. Nắm bắt được điều đó, Việt Nam luôn đặc biệt chú trọng, dành sự ưu tiên cho lĩnh vực phòng không, lĩnh vực chống máy bay tàng hình. Theo nguồn tin từ báo Phòng không Không quân, thì hiện nay Việt Nam đang sở hữu tới 6 loại radar có khả năng phát hiện máy bay tàng hình nhằm cảnh báo sớm, cung cấp tham số mục tiêu cho những đơn vị hỏa lực chuyển cấp, sẵn sàng chiến đấu, kịp thời khai hỏa, tiêu diệt. Trong số những khí tài radar đặc biệt này, có tới 3 loại thuộc hàng đẳng cấp thế giới mà không phải nước nào cũng có đâu đấy nhé. 1. RV-02. Đầu tiên, không thể không nhắc tới hệ thống radar tầm trung 6m RV-02 liên tục khiến các máy bay tàng hình tỷ đô cũng phải khóc thét. Được biết, đây là loại khí tài trinh sát đường không mới, không những có khả năng cơ động nhanh trên mọi địa hình mà còn rút ngắn đáng kể thời gian triển khai, thu hồi súng còn 10 đến 15 phút, giúp tăng khả năng sống sót phù hợp với nghệ thuật phòng tránh đánh trả của Bộ đội Phòng không Không quân Việt Nam khi phải tác chiến phi đối xứng với những lực lượng mạnh gấp nhiều lần. Đồng thời, RV-02 còn có thể bắt bám các mục tiêu có diện tích phản xạ radar cực nhỏ hoặc sử dụng công nghệ tàng hình. Khi ấy, hệ thống kết nối dữ liệu đồng bộ cho phép truyền tham số mục tiêu ngay lập tức trong thời gian thực để các đơn vị hỏa lực chuyển cấp sẵn sàng phóng đạn tiêu diệt kịp thời. Đáng chú ý là radar RV-02 là hàng Made in Việt Nam 100% và được thực hiện bởi những đơn vị đầu ngành về cơ khí chế tạo và phần mềm điều khiển tự động. 2. VERA-NG. Radar thụ động VERA-NG được mô tả là một tuyệt tác trong phát hiện các vật thể bay tàng hình. Theo đó, VERA-NG có phạm vi theo dõi lên đến 400 km đối với vật thể bay thông thường có diện tích phản xạ radar RSC khoảng 1m2. Kể cả các máy bay chiến đấu tàng hình đời mới xịn sò như F-22, F-35 và J-20 đều bị bắn chết trên hệ thống radar này. Còn đối với máy bay ném bom tàng hình B-2, phạm vi phát hiện của VERA-NG là 250 km. Nhờ giải tần làm việc của radar nằm trong phạm vi tần số 50 MHz và tần số tối đa là 18 GHz, hệ thống VERA-NG có thể theo dõi 200 mục tiêu cùng lúc trên không, trên mặt đất lẫn trên biển với tốc độ cập nhật dữ liệu chỉ mất từ 1 đến 5 giây. Đặc biệt, VERA-NG có thể hoạt động độc lập mà không sợ các biện pháp đối phó điện tử hay mối đe dọa từ các loại tên lửa chống radar nhờ sử dụng công nghệ radar thụ động tiên tiến. 3. Conchuga.
hệ thống radar thụ động Konchuga nổi tiếng tinh vi là khắc tinh đối với các loại máy bay tàng hình. Theo phóng sự làm chủ hệ thống radar Konchuga của truyền hình quốc phòng Việt Nam, Bộ đội Phòng không Không quân đã làm chủ khí tài hiện đại và thật bất ngờ, đây là bản Konchuga M nâng cấp cực hiện đại được phát triển bởi công ty Topa Ukraine, chuyên dùng để phát hiện các mục tiêu bay khoảng cách từ 800 km, 500 dặm ở mọi độ cao. Mỗi hệ thống radar Konchuga gồm một đài điều khiển và xử lý tín hiệu trung tâm và ba đài kế bên có nhiệm vụ thu tín hiệu sóng điện từ, có thể bố trí cách nhau 10 km. Mỗi tổ hợp radar thụ động có thể cùng lúc bám sát tín hiệu của 32 mục tiêu với đủ 3 tham số, cự ly, góc tà và phương vị. Các đài thu và trạm điều khiển trung tâm đều được đặt trên khung gầm xe vận tải Việt Dã 3 cầu chủ động Karat 6x6. Người ta cũng có thể gọi Konchuga là hệ thống radar, nhưng trên thực tế, nó không hẳn là radar, mà nó là một hệ thống trinh sát điện tử thụ động, hoạt động theo nguyên lý âm thầm lặng lẽ. 4. RTH Made in Vietnam. Đây là sản phẩm thuộc dự án nghiên cứu thiết kế, chế thử mẫu trạm radar thụ động, định vị mục tiêu theo phương pháp TDOA, Time Difference of Arrival, xác định mục tiêu bằng cách đo đạc chênh lệch thời gian lan truyền của sóng điện từ từ nguồn bức xạ đến các đài thu, được nghiên cứu sản xuất bởi Viện Radar. Việc nghiên cứu chế tạo radar RTH đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện sớm, cảnh báo và cung cấp chính xác tọa độ mục tiêu cho các đơn vị hỏa lực phòng tránh, đánh trả có hiệu quả những cuộc tấn công của kẻ địch, đặc biệt là các loại phương tiện bay tàng hình. 5. Nebo UE. Nebo UE được xem là radar cảnh giới mạng pha kỹ thuật số 3D hiện đại nhất của Việt Nam cũng như cả khu vực châu Á. Theo đó, Nebo UE được xác định để phát hiện, bám sát tự động, phân biệt địch ta, nhận dạng kiểu loại, xác định và cung cấp các tham số tọa độ và đường bay của các loại mục tiêu bay. Đặc biệt, radar này có khả năng phát hiện các mục tiêu tên lửa đạn đạo có diện tích phản hồi bức xạ rất nhỏ. Trên thế giới hiện nay, không loại radar nào có tính năng tương tự như Nebo UE so với radar 743D Martello, vốn được đánh giá là radar tốt nhất của phương Tây ở tiêu chí cùng mức tiêu thụ điện năng và mức độ chính xác. Đài Nebo UE có cự ly và độ cao phát hiện mục tiêu lớn hơn đối thủ tới 1,5 lần. Có thể thấy quân đội Việt Nam rất nhạy bén trong việc cập nhật những hệ thống vũ khí tiên tiến nhất trên thế giới để đảm bảo an ninh quốc gia. Sự có mặt của các loại radar khủng này trong biên chế quân đội Việt Nam thực sự là một tin vui, một công cụ tối ưu để Tổ quốc không bị bất ngờ trước bất kỳ mục tiêu nào. Đồng thời, Việt Nam cũng đang chứng minh những tiến bộ không ngừng trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng khi làm chủ nhiều công nghệ sản xuất vũ khí và cho ra đời các sản phẩm mang nhãn hiệu Made in Việt Nam. Đến đây thì cũng đã kết thúc video ngày hôm nay rồi. Các bạn nghĩ sao về các radar cực xịn này của Việt Nam? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Nếu thấy video hay, hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Và cũng đừng quên nhấn follow kênh để cùng xem nhiều video khác cùng Bỏ Thông Thái nha. Xin chào và hẹn gặp lại!